Xin chào bà con, hôm nay Hoàng cùng bạn Tân đang có mặt tại farm nuôi của Hoàng ở xã Vân Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là farm nuôi bãi ao của Hoàng và phụ anh em sang tôm. Thì công việc sang tôm phải cần rất là nhiều người để làm sao thao tác sang tôm nó nhanh. Và bây giờ anh em đang xuống để kéo lưới tôm và đang gom tôm lại. Đây là ao tôm giống OPS được 43 ngày tuổi và hôm nay Hoàng sẽ sang ba ra, thì sang một ao khoảng từ 27 đến 30 vàng tôm. Một đợt kéo thì từ khoảng 150 kg đến 200 kg thì sẽ được xốc vào rã khoảng 10 kg và vận chuyển qua ao mới. Thì mọi người đang gom lại để tiến hành lập tức. Chúng ta xúc rất là nhanh để chuyển qua con tôm, nó đỡ bị cơ. Thì con ao mới luôn luôn phải đánh các dòng chống xúc như Bioconfort, cứng vỏ, C và Heberhub để giúp con tôm, gan tôm nó tốt hơn. Và đây Hoàng đang làm mẫu xong được size tôm là 220 con để chúng ta cân làm sao cho đủ 1 tấn 3 tôm để đưa qua bên ao mới khoảng 27 đến 30 vàng tôm. Thì đây là cái môi trường ao mới. Ao mới cũng được bơm 20% nước cũ qua để cái màu và của ao mới cân đối tương đương cái màu của ao cũ. Và đây Hoàng đang cân các rã tôm, mỗi rã thì từ khoảng 10 kg và chúng ta sẽ đếm theo rã. Ngoài ra trừ bì thì chúng ta cũng sẽ cứ 10 rã thì sẽ trừ bì theo một rã nước. Và làm sao kéo khoảng 5 đến 6 dạ như vậy thì được lượng khoảng tấn 2 tôm đến tấn 3 tôm thì ngưng. Và cái hồ này sẽ đủ lượng như vậy. Và Hoàng hôm nay Hoàng sẽ sang ba ra để đưa cái mật độ của cái ao tôm nó thưa ra để thốc cho ăn và giúp cho con tôm nó sẽ nhanh lớn hơn. Quá trình sang thì đơn giản như vậy thôi. Và mỗi khi xúc qua một đợt thì luôn luôn phải hòa C để tạc xuống liền cho cái đàn tôm để giúp cho cái đàn tôm nó đỡ bị trúng xúc và nó đỡ bị cơ hơn. Và mọi người thấy đàn tôm khi sang qua thì tôm cũng rất là khỏe và tôm sẽ nhập đáy liền. Một số con sẽ bơi đi để kiếm ăn nữa. Tôm nó tình trạng qua ao mới, màu nước ổn định thì giúp cho con tôm khỏe hơn. Và cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của Hoàng. Chúc quý bà con nuôi tôm luôn gặt hái được thành công.